mày chê vàng. Ngày xưa có một vị vua rất nhân từ và thương dân như con. Ông thường cải trang thành dân thường phi hành để thăm nom đời sống của người dân. Này, này, biết tin gì chưa? Tin gì? Ở làng bên có một vị đại gia từ đâu tới rất hào phóng. Biết bao nhiêu dân nghèo được ông ấy cho tiền đó. Nghe nói ông ấy sắp đi tới đây rồi, mọi người mau về chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì cơ? Thì chuẩn bị để được cho tiền chứ sao. Nghe nói vị đại gia đó chỉ cho tiền những người nghèo thôi. Tội nghiệp, trong bọn họ đáng thương quá. Mau cảm ơn Trần lão gia đi. Đội ơn Trần lão gia. Không ngờ nơi này cũng có lắm kẻ đáng thương như vậy. Đây là Trần đại nhân cho ngươi đó, còn không mau tạ ơn. Khoan đã. Ngài muốn tôi làm gì? Làm gì là làm gì? Trần lão gia cho ông đấy. Tiểu quý. Có chuyện gì vậy lão? Thưa, ngài muốn tôi làm gì giúp ngài phải không? Giúp ta ư? Tôi là một kẻ ăn mày, nhưng tôi chỉ nhận tiền sau khi đã làm được một việc gì đó mà người đó sai bảo. Ngài vừa cho tôi một đồng tiền, vậy ngài hãy sai bảo tôi đi. Ông cứ nhận đi, ta không cần ông làm gì cả. Không được. Nhất định ngài phải sai bảo tôi, nếu không tôi sẽ không nhận đồng tiền này đâu. Gớm chưa, ăn mày mà còn sỉ. Ta chỉ muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thôi, chứ không muốn mong gì hơn. Không được, ngài nhất định phải sai bảo tôi. Tên kia, có buông tay lão gia ra không thì bảo. Ta không muốn sai bảo gì ông cả, ông hãy bỏ tay ra đi. Xin ngài hãy để tôi làm một điều gì đó, nếu không tôi không thể nhận tiền của ngài. Nhưng ta không cần ông giúp gì cả. Ôi trời ơi, đúng là một tên điên. Mà bỏ tay ra, nếu không ta sẽ gọi quan phủ. Tôi không có ý xâm hại đến ngài đâu. Chỉ xin ngài hãy sai bảo tôi, hoặc nếu không hãy cho tôi một cái tát. Ngươi đúng là một tên điên, mau cút đi. Vậy ngài hãy nhận lại đồng tiền này rồi đi đi. Ôi, đúng là lão điên, có phúc không biết hưởng. Khoan đã. Nhất định phải tát ông thì ông mới nhận đồng tiền này hay sao? Vâng, thưa Trần lão gia. Tuy tôi là một kẻ ăn mày, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi có quy tắc của mình. Nếu ông có lòng tự trọng như thế, tại sao còn đi ăn mày? Sao không lao động để kiếm tiền? Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, khiến người người xua đuổi, không ai dám nhận vào làm. Thế nên mới phải đi ăn mày. Nhưng tôi chưa lấy không tiền của ai bao giờ. Hay, nói hay lắm, rất có khí phách. Ta rất thích những người có lòng tự trọng như ông, thà chịu đói chứ không chịu nhục. Nếu ông không chê, hãy đi theo làm người hầu của ta. Vài ngày nữa, ta sẽ cho người đến đón ông về nhà ta. Sao cơ? Còn đồng tiền này, ông hãy cứ giữ lấy, coi như tiền công ta trả trước cho ông. Thế đã được chưa? Đội ơn Trần lão gia, đội ơn ngài. Trần lão gia đúng là một người nhân hậu hiếm có. Ông ta là ăn mày mà có lòng tự trọng như thế, còn chúng ta thì... Chuyến vi hành này đã khiến Trẫm học thêm được một bài học. Quá là không uổng công vô ích, đúng không? Hoàng thượng nói chí phải ạ. Hãy sống vui vẻ. Chào Kelly. Chào Bill. Anh đi công tác về rồi đấy à? Ừ. Bữa sáng tại nhà hàng vui vẻ đã ra. Sao rồi anh bạn? Chuyến công tác thế nào? Nhờ anh cả đấy Kelly. Tôi đã học được cách nhìn mọi việc theo cách tích cực, nên lúc nào cũng thấy vui vẻ. Chuyến công tác lần này cũng vậy. Rất tốt. Đúng vậy. Hãy cứ luôn vui vẻ. Không khó khăn gì là không thể vượt qua. Tôi mua quà cho cháu Mercy nhà ông này. Cảm ơn Bill. Nó sẽ thích lắm đấy.
Không có gì, Kelly. Cả chuyến công tác tôi nhớ nhất bữa sáng ở nhà hàng cậu đấy. Hôm nay về muộn quá. Mình sẽ đi đường tắt qua khu công nghiệp về vậy. Đứng yên, kêu lên là bọn tao bắn. Trời ơi, gặp đúng bọn cướp rồi. Xung quanh không có ai cả, làm thế nào bây giờ? Các cậu còn trẻ người, sao không đi làm ăn gì mà lại đi cướp thế này? Im ngay, ai cho mày nói? Tưởng cái gì, hóa ra đồ rẻ rách. Đừng, đó là quà cho con gái tôi đấy. Đứng yên, không tao bắn. Chạy thôi chúng mày. Sẽ phải gây mê để mổ. Không có người nhà ở đây sao? Tôi cần biết bệnh nhân có dị ứng với loại thuốc nào không? Bệnh nhân được người qua đường đưa tới bệnh viện. Hiện tại vẫn chưa liên lạc được với người thân, thưa bác sĩ. Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi. Này anh có bị dị ứng với thứ gì không? Tôi không, thưa bác sĩ. Tốt rồi, chuẩn bị gây mê thôi. À, nhưng mà thưa bác sĩ. Sao vậy? Tôi có dị ứng với một thứ bác sĩ ạ. À. Là gì vậy? Xin hãy mang viên đạn ra khỏi người tôi. Cơ thể tôi rất dị ứng với nó. Ồ, đương nhiên rồi. 2 tuần sau. Chào bác sĩ, cho tôi hỏi thăm bệnh nhân Kelly tuần trước bị trúng đạn. Ồ, Kelly nằm ở khu B phòng số 3. Cậu là bạn của Kelly à? Đó quả là một người đàn ông can đảm và đầy ý chí. Trong tình huống thập tử nhất sinh đó, tôi chưa từng gặp một bệnh nhân nào có thể vượt qua một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí trước lúc gây mê, chính anh ta còn tự nói về tình trạng nguy hiểm của mình một cách rất hài hước nữa. Đúng vậy, Kelly là người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Không hoàn cảnh nào có thể khiến anh ta đầu hàng được. Chào anh bạn. Đã thấy khỏe hơn chưa? Tôi khỏe lắm rồi. Tốt rồi, tôi cũng thấy là anh khỏe rồi đấy. Vậy là vì bác sĩ nói đúng, bị trúng đạn mà cậu vẫn yêu đời lắm. Có muốn nhìn vết sẹo của tôi không? Vết sẹo hình con thỏ đấy. Hình con thỏ á? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.